Xin chào tất cả mọi người đã đến với bài ảo thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm về ảo thuật bài. Và đây, chúng tôi sẽ có hai đồ vật. Một là những tấm lá bài sẽ có hình con chuột nằm ở đây. Đúng giờ, ok, 6 lá bài bình thường ha. Và chúng tôi sẽ có một cái 7 chuột. Đây, 7 chuột. Thì 6 lá bài này tượng trưng cho một cái kho. Ok, kho của tôi đang sẽ có là một túi gạo, đậu phộng, bánh kem, thức ăn nhanh, sô-cô-la và pizza. Ok, kho mình đang có 6 món đồ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ trộn lại, nhau và chúng ta sẽ xào lên. Chúng ta sắp lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một lá bài bất kỳ, lá nào cũng được hết. Ok, mình sẽ lấy lá này, sẽ gấp lại nha. Thì mình sẽ cho khán giả nhìn cho kỹ. Ok, mình sẽ để đây và mình sẽ để vô giữa. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ xáo trộn lên. Rồi, ok. Sẽ chia ra từng lá. Ok, chia ra. Và đây mình sẽ có một 7 chuột. Thì mình sẽ thử từng lá coi con chuột nó đã lấy món đồ nào trong kho của mình nha. Ok, lá đầu tiên. À, không phải. Ok, lá thứ hai. Cũng không phải luôn. Lá thứ ba. Cũng không phải luôn. Lá này thử xem. Ui. Đây là lá mà con chuột nó đã ăn cắp. Ghê, chúng ta sẽ dỡ lên từng lá về kiểm tra bình thường. Xin cảm ơn tất cả mọi người.